Thưa quý vị, bạn, nhiều tỉnh thành phía Bắc như là thành phố Hà Nội cũng đang có các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ nông sản của Hải Dương. Thành phố Hà Nội sẽ có 10 điểm bán hỗ trợ tiêu thụ nông sản của Hải Dương trong vòng 1 tháng. Đây là các điểm bán thuộc Liên minh Hợp tác xã của Hà Nội. Dự kiến mỗi điểm bán sẽ giúp tiêu thụ 5 đến 6 tấn nông sản một ngày, giúp giải quyết lượng lớn nông sản hiện đang tồn đọng tại vùng dịch. Cùng với đó, nhiều cá nhân, nhóm thiện nguyện cũng đã kết hợp với các hợp tác xã nông nghiệp giúp người dân tỉnh Hải Dương tiêu thụ sớm các nông sản. Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Hải Dương, hiện toàn tỉnh còn khoảng 4.000 ha rau vụ đông đang đến thời điểm thu hoạch với sản lượng ước khoảng hơn 90.000 tấn. Tùy theo cái tình hình tiêu thụ thì các cái đơn vị thành viên của chúng tôi sẽ được nhận cái sự hỗ trợ để tiếp tục mở rộng các cái địa điểm bán hàng ra. Dự kiến là trong thời gian 1 tháng sắp tới thì hàng ngày chúng tôi cũng sẽ nhập bình quân khoảng độ 7 đến 8 tấn một ngày. Chúng tôi đang cung cấp trên một cái tinh thần là hỗ trợ không lợi nhuận. Mặc dù đang ở thời điểm các tháng đầu năm và diễn biến dịch COVID-19 phức tạp ở một số địa phương trong cả nước, nhưng hoạt động xuất nhập khẩu ở khu vực cảng Cửa Việt tỉnh Quảng Trị vẫn được đảm bảo. Theo thống kê của Chi cục Hải quan Cảng Cửa Việt, tính đến giữa tháng 2 năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cảng Cửa Việt đạt gần 51,3 triệu đô la Mỹ, nộp ngân sách nhà nước hơn 57 tỷ đồng. Các mặt hàng xuất khẩu từ đầu năm 2021 chủ yếu là dăm gỗ, keo tràm, sản phẩm may mặc, khoáng sản. Lực lượng chức năng của Chi cục đã phát huy hiệu quả của thủ tục hải quan điện tử, hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan trong khai báo, làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu để thực hiện các thủ tục nhanh gọn cho doanh nghiệp. Thời gian tới, cùng với các ngành đơn vị, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cửa Việt tiếp tục tăng cường tổ chức kiểm soát chặt chẽ thuyền viên, hành khách tại khu vực cảng biển thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị, đảm bảo vận tải hàng hóa, hành khách an toàn, đồng thời đảm bảo công tác triển khai phòng chống COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ. Trong giai đoạn 2021 đến năm 2025, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu sẽ có khoảng 250 sản phẩm được xếp hạng theo chương trình OCOP cấp tỉnh. Hàng năm có khoảng 1 đến 2 sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia. Đến nay, toàn tỉnh đã có 35 sản phẩm được đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP, trong đó có 4 sản phẩm đạt 4 sao và 31 sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh. Phát triển các sản phẩm OCOP là một trong những giải pháp quan trọng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục hỗ trợ công tác quảng bá, trong đó có việc kết nối đưa sản phẩm tham gia vào các hội chợ thương mại. Tập trung khai thác thế mạnh của nông nghiệp, xây dựng và quản lý nhãn hiệu OCOP thành thương hiệu mạnh của tỉnh Đắk Lắk trên phạm vi cả nước và dần từng bước trên thị trường quốc tế. Mọi năm những ngày trong và ngay sau Tết Nguyên đán thì sức mua các loại hàng hóa thực phẩm thường tăng mạnh. Thì năm nay, trái ngược với dự báo, giá hàng hóa những ngày sau Tết nhìn chung là ổn định, thậm chí có những mặt hàng giá giảm mạnh, sức mua kém, phản ánh tại một số chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tại các chợ truyền thống, hầu hết các tiểu thương kinh doanh đã hoạt động nhộn nhịp trở lại. Năm nay, các mặt hàng thực phẩm tươi sống như rau củ, thủy hải sản, nguồn cung dồi dào. Vì vậy, giá các mặt hàng được bán ở mức ổn định. Vì năm nay là cái mùa dịch, không có xuất khẩu đi nước ngoài được, đâm ra các mặt hàng của mình rất là nhiều. Cái gì cũng có đầy đủ để cung cấp cho bà con hết. Tại bây giờ xà lách mà làm sạch sẽ là chỉ có 30 ngàn một ký lô. Có thời điểm lúc nó mắc nó 70-80 luôn. Còn rau, cá hay là thịt rồi thì thấy nó vẫn như hồi trước Tết. Các mặt hàng thì nó tương đối đầy đủ hết à. Nói chung là không có thiếu gì hết. Chợ người này chưa bán thì người khác là bán à. Theo ghi nhận, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cộng thêm nhiều nhà hàng quán ăn vẫn phải đóng cửa nên sức mua yếu. Bán chậm, nhưng mà đồ năm nay rẻ nữa. Tôm năm nay đâu có lên đó, tôm càng bán có 200 ngàn ký đó. Năm nay nó hạ giá hơn cả 100 ngàn ký lô. Mỗi năm là cua là 600 ngàn, 650 mà năm nay còn 500 ngàn là cua bự. Theo ban quản lý các chợ truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh, nhìn chung người dân và tiểu thương đều chấp hành các biện pháp phòng dịch trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, phương thức mua hàng của người tiêu dùng cũng có nhiều thay đổi. Người dân có xu hướng giản tiện nhiều hơn trong việc mua sắm thực phẩm cho Tết, cộng với việc mua bán trực tuyến được nhiều người tiêu dùng lựa chọn nhằm tránh đến những nơi đông người.